Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2022 nha. Con sẽ quay một lô 10 cây 10 màu nha cô chú anh chị. Hổm gài nhà con có việc á, cho nên con nghỉ mấy bữa. Cô chú anh chị mà ưng cây nào thì alo số điện thoại của con nha. Con ship từ 2 cây, giá là con bao ship nhổ cây, bao ship toàn quốc luôn. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn ship nguyên chậu thì con xin thêm mỗi chậu 10.000 nha. Vườn con cũng có gửi xe tu châu nữa cô chú anh chị, tu châu Phương Trang nữa nha. Giá này là giá con bao ship gửi bưu điện nha. Con sẽ giới thiệu từng cây cho cô chú anh chị mình xem nha. Cây số 1 là cây cây tuyệt đỉnh nha cô chú anh chị. Cây tuyệt đỉnh này nằm trong chậu hơi bự á, với vẻ rễ nó nhiều, nhìn cái củ nó không có được to. Này chậu C9A nha. Cây số 1 này 80.000 năm bò, tuyệt đỉnh sai hoa rất là to, cái này rễ cám hơi nhiều nè, mình về mình có thể mình cắt bỏ bớt nha, cho cái củ nó đẹp nha. Cây này thì tàn xâm xê luôn nha cô chú anh chị, tuyệt đỉnh sai hoa to nha. Cây số 2, cây số 2 là một cây màu trắng tinh khôi ngọc băng. Cây này với giá là 80.000 nha. Cây này 4 bo nha cô chú anh chị. Ngọc băng, cái này 4 bo ngọc băng hết. Cây ngọc băng sai hoa cũng to nha, màu trắng 4 lớp sai hoa to luôn, trắng tinh khôi nha cô chú anh chị. Cây số 3 là cây HK1. Cây này 3 bo, 3 bo nha. Cây này 90.000 nha cô chú anh chị. Củ nó eo eo rất là đẹp nè. Cây một này đang chuẩn bị có nụ nha cô chú anh chị, nụ nhỏ nè, đang tìm nụ nhỏ nha. Cây một thì là bộ lá nó nhỏ, lá kim. Tới cây số 4 là cây 90.000, cây cần ruột 15 và gói đanh dìa. Cây này được khá là tốt luôn á, 90.000 nha. Cây này mình về mình có thể chiết xin thoải mái luôn nha. Cái tược cần dục 15 á, nó dài hơn gan tay luôn, mình về mình chiết xin thoải mái luôn nha. Nó rất là khỏe, mập khỏe luôn. Cần dục 15 cũng bỏ lá kim luôn nha. Có con tược có đinh di nè. Cây số 5 70.000 là cây gói đinh di. Gói đinh di này 4 bo nha. Khá là tốt luôn á. Cây số 6 là cây an lạc 90.000 nha cô chú anh chị. An lạc cái hoa nó rất là phê luôn á, màu vàng có viền hồng nha, 4 bo nha cô chú anh chị. Cây này dáng ẹo ẹo nữa nè. An lạc này đang có nụ nhỏ hết trơn luôn nè. Cây số 7 này là cây lip green nha. Cây này 80.000 nha cô chú anh chị. Cây này 5 bo nó xòe như cái bàn tay của mình vậy đó. Lip green thì hoa màu đỏ có viền trắng nha. Được khá là tốt. Cây số 8 là cây yến trang 90.000 nha. Yến trang này mình về mình chiết zin là để coi có được nhiêu cây zin. 3, 5, 7, chứ này 4 tược nữa, là 11 cây zin luôn á. Cây yến trang này nè, khá là dài, mình nuôi một thời gian nữa là mình được 11 cây zin nha. Chứ anh chị mà đam mê chiếc zin thì lấy cái loại này về là chiếc đã luôn á. Cây này 80.000, 4 bo của chú anh chị. Bo khá là dài, mình về mình có thể chiếc zin nha. Yến trang tược rất là khỏe. Cây số 9 là cây cẩm thạch tứ ân nha. Cây này lá thì nó hơi cẩm thạch, còn hoa nó là màu đỏ 4 lớp nha cô chú anh chị. Cây này mình có thể chiết xin luôn.
Cái hoa cẩm thạch thứ ân hổm rài á, mưa nó rụng bông hoài cũng chưa chụp được cái bông nha. Cái hoa nó màu đỏ mà tương tự như là tấn hỷ vậy đó. Cái này năm ba nha cô chú anh chị. Cái số 10 80.000 nha. Cây này cũng năm bo, cây này là cẩm thạch ngọc ngân, cẩm thạch thân vàng nha. Hoa cẩm thạch, hoa màu đỏ. Màu đỏ năm cánh nha. Giá này là giá con bao ship nhổ cây ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Chú anh chị mà mua hàng bên con thì khỏi lo về phí ship nha. Cẩm thạch hoa rất là, cái lá rất là mê luôn. Hôm nay con có 10 cây 10 màu nha. Cô chú anh chị mà ưng cây nào thì cứ alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại của con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hồ vườn của con nha.